BBN Bonsai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một video về hành trình, công cuộc gọi là thay đất cho cái cây mộc hương này. Một cái công cuộc cách mạng để làm sao cho cây mộc hương lên khỏe và chuẩn bị ra hoa đón Tết, và nó có dưỡng chất để ăn cho cây lớn thêm và cây nó không bị còi cọc. Đây, chuẩn bị ra những cái lụ và hoa đầu tiên các bác nhé. Đây, rất nhiều hoa để chuẩn bị đón Tết. Thì giờ là vào tháng 10, tháng 11 dương lịch, chuẩn bị sang tháng 11 rồi, và những đợt hoa đang bung. Đây, rất nhiều hoa các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ thay đất cho cây mộc hương này, hai cây, như em có hai cây, một cây và một cây bên này. Đây, quất các bác nhé, quất. Đây, một cây bên này nữa. Đó, thì nó rất là cằn luôn, sau bao năm trồng trong chậu nó rất là cằn, cây nó kém phát triển. Thì vào đợt sát Tết này nó cũng mát trời, và mình thay đất cho cây thì để đảm bảo chất dinh dưỡng và cây cũng lên khỏe hơn, để chuẩn bị đón một mùa hoa sát Tết để mình chơi. Đây, rất nhiều hoa đang ra các bác nhé, hoa rất thơm luôn. Đây, đầu hoa này, đó, có nhìn thấy không? Thì đối với những cái cây to này để thay đất rất là khó. Nếu mà thay đất thì phải có 2-3 người, nhưng mà với em thì hiện tại em chỉ có một mình, nên cái công cuộc thay đất này cảm giác là gian nan vất vả các bác nhé. Đó, với những cái bồn to như này phải có 2-3 người mới có thể làm được, nhưng mà hôm nay em chỉ có một mình. Nhưng mà em đã có một dụng cụ. Đây, đối với những bác nào mà ít người thì các bác nên có những dụng cụ để hỗ trợ cho mình thay đất cho dễ dàng hơn. Đây, em đã có ba lăng xích mà em đã mua về và sử dụng. Đối với bác nào mà không có ba lăng thì mình có 2-3 người, đấy là sức người các bác nhá, 2-3 người có thể khênh được, 4-5 người gì đấy, hoặc có thể dùng xe lưng. Các nhà bác nào có dùng xe lưng thì dùng xe lưng, lưng những cái chậu, đây những cái chậu to như thế này, khoảng 1 mét, hoặc đường kính chậu 80. Đó, thì nó rất là nặng luôn. Nên các bác lưu ý là khi muốn làm cái công việc đối với những cái chậu cây cảnh to này thì mình không có vật dụng để mình làm thì mình nên nhờ người. Còn đối với em có dụng cụ rồi, nó là dùng ba lăng xích. Đây, và những cái chân này coi nhé, chân ba lăng xích này, và chân thì nó có sẽ dễ dàng hơn và đỡ vất vả hơn, cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Một cái công cuộc thay đất cho cây cũng rất là khó khăn các nhá. Từ đây em đã chuẩn bị ra những vật dụng để chuẩn bị thay đất, nó là xỉ than mà em xin về. Đây, xỉ than các nhá, xỉ than, than tổ ong mà họ đun nấu ở các cửa hàng các bác nhé, hàng phở rất nhiều luôn, các bác có thể xin được. Đó, để mình trộn vào để cho nó thêm chất dinh dưỡng và độ thoáng khí tơi xốp cho cây. Đây, và trong này em cũng đã chuẩn bị những cái túi gọi là nguyên liệu đất, hay gọi là giá thể cao cấp mà mình mua ở các cửa hàng trồng cây, những vật dụng trồng cây cảnh đó nhá, những cửa hàng như vậy họ hay bán giá thể bùn dừa hay là sơ dừa hay vỏ trấu đấy, mình có thể trộn thêm vào để cho nó tơi xốp và thêm dưỡng chất cho cây. Thì đây là những cái mình phải có và rất cần thiết khi muốn thay đất cho những cái cây cảnh của mình. Thì hôm nay em sẽ thay cho hai cái cây này mộc hương, hai cây mộc hương
mục hương ta các bác nhé. Hoa rất thơm luôn. Để chuẩn bị đón một mùa hoa Tết để mình chơi. Đây, lá răng cưa, các bác nào muốn răng cưa có răng cưa luôn. Rất là gai gai răng cưa. Để phân biệt những dòng này cũng rất là khó các bác nhé. Nhưng mà đối với bác nào tinh mắt có thể nhìn thấy được. Ta tàu hay là nai tàu. Đối với những cái da này, nó rất là mốc meo. Thì thường thường đó là ta. Tại vì giống mộc của ta nó lâu lớn hơn. Và da nó sẽ vàng và nó mốc meo hơn. Còn với thằng tàu các bác nhé, thì da nó xanh hơn. Da nó xanh. Và cái lá thường thường nó ra nó sẽ rất là tròn. Tròn lá. Chứ không phải phân biệt bằng răng cưa. Hàng tàu là như vậy. Còn hàng ghép. Hàng ghép thì lại gốc lại khác. Gốc nó vẫn như vậy. Gốc tàu, mộc tàu nó to hơn. Thường là trồng ở bên tàu, em không biết là trồng chất gì hay là công nghiệp kiểu gì. Nhưng mà to hơn của hàng Việt Nam rất nhiều. Việt Nam mình nó thường thường hay bị cỗi và cằn. Thế nên là cái da nó sẽ mốc meo và nó vàng. Còn thằng tàu nó sẽ xanh nét ra. Xanh. Và những cái gai góc như này. Ví dụ những cái gai góc này các bác. Của tàu nó rất nhiều luôn. Của mình rất ít. Của mình rất ít luôn. Và những cái gai gai như này. Đấy thì em nghĩ biết một số chi tiết như vậy. Sơ qua để mọi người tham khảo. Cũng có thể là đúng, cũng có thể là không đúng. Với những các bác có kinh nghiệm lâu năm hơn thì các bác lên chia sẻ cho anh em. Còn em chỉ biết chia sẻ như vậy thôi. Thì hôm nay em sẽ thay đất cho hai cây này. Thì các bác chú ý theo dõi nhé. Xem cái công cuộc hành trình của em để thay đất cho cây này vất vả như thế nào. Rất khó khăn các bác nhé. Để chuẩn bị đón một mùa hoa Tết. Và rồi em sẽ tiến hành làm. Các bác chú ý theo dõi nhé. Có gì đăng ký kênh cho em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đây các bác chưa? Bác nhìn em nhấc ba lăng rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ cần nhẹ nhàng nó lên được. Đấy. Đây, phía bên này bác nhìn này. Được. Khởi xe luôn. Đó. Rất nhẹ nhàng nó lên rồi. Nhổ lên luôn. Đó. Rất nhẹ nhàng luôn. Có ba lăng nó giúp mình
đỡ rất nhiều. Lên dần lên dần. Các bác lưu ý là phải để cái tay cành nhé, không nó va vào nó gãy rất là phí luôn. Thì những cái tay cành này sau này nó ra hoa. Đó, em đang nhổ lên. Đây nó đã lên khỏi mặt chậu rất nhiều rồi. Lên. Hết luôn. Đó. Giờ em sẽ nhấc cao lên. Các bác nhìn không? Đã dùng ba lăng nhưng toàn bộ cái cây này lên. Đó. Rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Thì mình sử dụng cái ba lăng này nó sẽ đỡ tốn công sức của mình. Đây, em nhấc lên khỏi mặt chậu luôn. Đó. Cây ăn dễ ăn hết các phần. Đó. Các bác nhìn thấy không? Ăn kín chậu luôn. Đó, và giờ em sẽ cho thêm đất vào đây và cải tạo để cho cây nó lên khỏe hơn. Rồi, chắc mất rất nhiều thời gian nên em sẽ làm nhanh. Thì các bác cố gắng chờ và theo dõi nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và giờ em sẽ tiếp tục trộn đất và đổ vào đây. Và đây các bác nhá, em đã trộn giá thể xong này. Đây, xỉ than tổ ong và trấu đã được đốt. Đó, gọi là giá thể trồng. Em không cho phân lân nữa nhá, tại vì mới thêm chất này thì không cho phân lân, dễ bị sót và sẽ dẫn đến chết cây. Khi nào cây lên khỏe thì mình sẽ tưới lân, mình ngâm lân vào nước mình tưới thì nó đảm bảo hơn là mình rắc lên và dễ bị sót. Đấy, và giờ em sẽ cho vào trong bồn để thêm chất dinh dưỡng cho cây. Thì do cái cây này của em nó cũng đã sâu rồi, giờ em sẽ tôn lên thôi, không phải làm gì nữa. Đó, và cây sẽ thêm dưỡng chất để lớn khỏe và ra hoa đẹp hơn. Và đây các bác nhá, trong một khoảng thời gian dài em đã trồng xong cái cây mộc hương này rồi, thay đất cho nó. Thì đây các bác nhá, này em phải trồng nổi lên để một thời gian nữa nó sẽ chìm xuống thì nó bằng cái mặt chậu này và nó hở cái bộ rễ này, nó sẽ đẹp hơn. Thì đây là một cái kỹ thuật đòi hỏi cũng phải là có kinh nghiệm các bác nhá, chứ không phải là đơn giản đâu. Đặc biệt là anh em nào không có kinh nghiệm thì nhờ người làm, và không có các dụng cụ thì mình nên nhờ người khênh để tránh những cái rủi ro cho cây của mình và đặc biệt là con người mình. Thì đây là một cái công cuộc thay đất cho cây để cho cây có dưỡng chất và lớn khỏe để ra hoa đẹp hơn. Đặc biệt là những cây hoa yêu quý. Đây là cây mộc hương ta. Và nó sẽ ra hoa vào dịp Tết. Hoa rất thơm các bác nhé. Và rồi, giờ em sẽ chuyển sang làm cái cây kia. Cái cây bên này. Thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và video này em xin tạm dừng tại đây để làm cái cây này. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và nếu thấy hay, các bác đăng ký kênh cho em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Có gì hãy bình luận.
và chia sẻ, bấm like. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo các bác nhé. Chào các bác.